Xin chào mọi người. Có mấy bạn nhắn là chuyện này hay, sao lên nhiều, ác bún lắm luôn á. Nhưng bây giờ phải dịch một lúc bốn chuyện luôn. Chiến thần, thần yêu ở rễ, rồi chân bạch đế tiên, rồi chuyện này nữa. Chuyện này dịch đúng cũng lắm, là ác phải 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 chỉnh lý lại một lần nữa mới mới đọc lại. Mà đó là chỉnh chỉnh không được kỹ càng nữa nha, thành ra không có thời gian. Mọi người thông cảm nha. Đệ nhất phế vật kiếm tông, tập 33. Một ngày sau, khảo hạch đệ tử nội môn kiếm tông tiến hành như đúng thời hạn. Nhưng việc này đã không còn liên quan tới Dương Phong nữa. Sau khi rời khỏi Thả Thần Điện, Dương Phong liền đưa Tiểu Giao trở về Phù Văn Phong. Phù Văn Phong chỉ có Bảo Nhi và gia gia của nàng. Bình thường Bảo Nhi rất buồn chán, nhưng bây giờ có Tiểu Giao đến, nàng cao hứng không chịu nổi, lập tức nhận Tiểu Giao làm muội muội, đồng thời tuyên bố ai dám bắt nạt Tiểu Giao chính là bắt nạt nàng. Nhìn thấy hai người Bảo Nhi và Tiểu Giao tình như tỷ muội, Dương Phong cũng thấy vui vẻ, chỉ là khiến hắn có chút buồn bực chính là người sư phụ hắn vừa mới bái sau khi trở về Phù Vân Phong thì bắt hắn đọc rất nhiều quyển trục. Trời ơi, khi thấy lượng quyển trục trong thư phòng thì hắn thiếu chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Có điều để lưu lại cho sư phụ một ấn tượng tốt, Dương Phong cũng chăm chú nhìn xem. Lúc đầu hắn còn có chút buồn bực, nhưng sau khi xem hắn trở nên mê mẩn. Bởi vì những quyển trục này không chỉ có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ xảo của phù văn đại sư, mà còn có rất nhiều bí kỹ phù văn cực kỳ quý báu. Cái gọi là bí kỹ phù văn là chỉ một số huyền kỹ có thể khảm trên huyền bảo. Dương Phong ngay từ đầu cho rằng chỉ cần phù văn sư nguyện ý thì có thể tùy tiện khắc huyền kỹ lên trên huyền bảo. Kỳ thực là không phải như vậy. Muốn khắc một huyền kỹ lên trên huyền bảo thì rất là phiền phức. Bởi vì phù văn sư cần phải ghi nhớ được phương pháp vận hành kinh mạch và huyền kỹ đó. Mà kinh mạch cơ thể người nhiều như thế nào chứ? Phải ghi nhớ phương pháp vận hành của huyền kỹ phức tạp như thế nào chứ? Đặc biệt là huyền kỹ trên huyền giai, lộ tuyến vận hành càng phức tạp tới rối tinh rối mù. Hơn nữa, cho dù ghi nhớ được những thứ đó, còn cần phải trải qua vô số lần thực nghiệm mới thể thực sự hoàn thành. Bởi vì một khi có chút sai lầm thì đó sẽ là tai nạn chết người. Nói chung, một cuốn bí kỹ phù văn cực kỳ quý giá. Ngay cả một bí kỹ phù văn hoàng giai bình thường cũng có thể bán được hơn triệu kim tệ. Sau khi hiểu được bí kỹ phù văn quý giá, Dương Phong càng cố gắng hơn nữa. Cứ như vậy liên tục 3 ngày, Dương Phong đều nhốt người ở trong thư phòng của Lâm Sơn. Ngày thứ tư, Dương Phong đi ra khỏi thư phòng bởi vì Tô Tăng Ti đến đây. Phù Văn Phong thuộc về một trong 7 đại chủ phong của Kiếm Tông, đương nhiên không thể nói là nhỏ được. Hơn nữa, trên đỉnh núi mây mù lượn quanh, có vô số loài hoa không biết tên nở rộ như tiên cảnh. Chỉ là nơi đây có chút yên tĩnh. Cũng may sau khi Dương Phong và Tiểu Giao tới thì Phù Văn Phong đã bớt cô quạnh hơn, tăng thêm nhiều sức sống. Phù Văn Phong có hai tòa kiến trúc, một là Phù Văn Điện, bình thường là nơi Lâm Sơn ở, có điều Lâm Sơn cơ bản không ở trong đó. Còn một tòa nhà nữa được tu sửa rất xa hoa, có điều chỉ có một mình Bảo Nhi ở trong đó. À không phải, bây giờ có thêm Dương Phong và Tiểu Giao nữa. Trong phòng Dương Phong, Tôn Tân Thi nhìn hắn nói ra, thật sự không thể vãn hồi sao? Dương Phong nhìn Tôn Tân Thi ám chỉ cái gì, lập tức lắc đầu nói ra, Thanh Thi, ta làm người như thế, người không phụ ta không phụ người. Trước kia ta cũng xem Kiếm Tông là nhà của mình, xem đó là vinh quang của mình. Ta cũng có thấy vẻ vang khi là đệ tử Kiếm Tông. Thế nhưng Kiếm Tông đối xử với ta như thế nào chứ? Mấy vị trưởng lão đứng ở góc độ của Kiếm Tông không làm gì sai. Chỉ là ta không muốn sau này mình bị người ta vứt bỏ lần nữa, cho nên nàng không cần khuyên ta đâu. Tôn Tân Thi yên lặng, nàng hiểu được tâm tình của Dương Phong. Cho dù là ai bị người ta vứt bỏ thì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu được. Chính là nàng thực sự không hy vọng Dương Phong rời khỏi Kiếm Tông như vậy. Bởi vì Dương Phong đã đánh ngộ được kiếm ý thì chỉ có ở lại Kiếm Tông mới phát triển mạnh hơn được nữa. Dù sao thì Kiếm Tông cũng là tâm môn mà tất cả đều là tu kiếm. Đúng rồi, Dương Phong đột nhiên nói ra, lần trước Bảo Nhi còn nói cho ta biết có người nói cho muội ấy biết ta gặp nguy hiểm, người kia có phải là Thanh Thi nàng hay không? Lúc trước Dương Phong còn có chút nghi hoặc sao Bảo Nhi và Lâm Sơn lại tới Thái Thanh Điện. Sau hắn hỏi Bảo Nhi mới biết được thì đó là có người thông báo cho Bảo Nhi. Nói cho Bảo Nhi biết
hắn đang gặp nguy hiểm. Người đầu tiên Dương Phong nghĩ tới chính là Tôn Thanh Thi trước mặt mình. Tôn Thanh Thi gật đầu nói ra: lúc trước khi ta biết người của Bách Hoa Cung tới Kiếm Tông, thì ta biết ngay bọn họ tới là vì ngươi. Vì để Bảo Nhi đi nói giúp ngươi, cho nên ta đã thông báo cho Bảo Nhi. Chỉ là không ngờ tới nàng còn mang theo gia gia của nàng. Càng không có vị tới Ngọc Lâm Sư Bá sau khi đuổi ta đi liền lập tức làm ra quyết định như vậy. Nghe vậy trong lòng Dương Phong cảm thấy ấm áp, chân thành nói: cảm ơn nàng. Lại giống như nghĩ tới điều đó, hắn lại nói ra: đúng rồi, người Bách Hoa Cung đâu rồi? Kiếm Tông không giao ta ra, bọn họ chắc chắn sẽ không để yên, đúng không? Tôn Thanh Thi nói ra: bọn họ không để yên thì có thể làm gì chứ? Ngươi bây giờ là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư, là người thuộc công hội Phù Lăng Sư. Mấy người Bách Hoa Cung bọn họ mặc dù là Bách Hoa vệ nhưng còn chưa dám tới tìm Lâm Đại Sư gây phiền phức. Bỏ đi thân phận Phù Lăng Sư của Lâm Đại Sư thì thực lực tôn giả cảnh của ngài ấy cũng phải là người mà bọn họ có tư cách đến đây gây phiền toái được. Thì ra là thế. Dương Phong gật gật đầu. Bây giờ hắn hiểu cái gì gọi là đứng dưới bóng đại thù thì chỗ nào cũng mát cả. Người lĩnh ngộ được kiếm ý ở lại Kiếm Tông sẽ phát triển được tốt hơn. Về phần tình huống như trước đó, ta cam đoan về sau ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa, được hay không? Tôn Thanh Thi vẫn có chút không cam lòng. Vốn Dương Phong chưa lĩnh ngộ kiếm ý thì cũng là yêu nghiệt nhất mà nàng đã gặp qua. Bây giờ Dương Phong đã lĩnh ngộ kiếm ý thì ở trong toàn bộ thiếu niên Nam Phật cũng có thể coi là thiên tài. Nàng thực sự không hy vọng Dương Phong ngày sau lại gia nhập vào một thế lực khác. Thấy Tôn Thanh Thi còn muốn khuyên hắn ở lại Kiếm Tông, Dương Phong có chút giỡn khóc giỡn cười. Thanh Thi, Kiếm Tông là một đại tông môn, cho dù không có Dương Phong ta thì vẫn là một đại tông môn, nàng thực sự không cần phải làm như vậy. Tôn Thanh Thi thở dài trong lòng, đứng dậy bước ra cửa. Có một số việc cho dù nàng cố gắng cũng thế nào phản hồi được. Thanh Thi, Dương Phong gọi Tôn Thanh Thi lại. Tôn Thanh Thi dừng bước, xoay người nhìn Dương Phong. Dương Phong đi tới trước mặt Tôn Thanh Thi. Mặc dù ta không phải đệ tử Kiếm Tông, nhưng ta vẫn sẽ đi tham gia cái thân văn bản kia. Vì sao chứ? Tôn Thanh Thi không giải thích được. Dương Phong chân thành nói ra: Kiếm Tông phụ ta, nhưng nàng chưa từng phụ ta. Nếu như không có nàng, Dương Phong ta lúc trước ở A Nam Thành đã chết trong tay Bách Hoa Cung rồi. Với ta mà nói, nàng là nàng, Kiếm Tông là Kiếm Tông. Ta tham gia thân văn bản là vì nàng, không phải vì Kiếm Tông. Tôn Thanh Thi im lặng hồi lâu. Nếu như ngươi muốn thật sự giúp ta, vậy thì quay về Kiếm Tông được không? Dương Phong lắc đầu. Nàng có cố chấp của nàng, nhưng ta cũng có cố chấp của ta. Hơn nữa, nàng không cần phải vì Kiếm Tông mà ủy khuất chính mình. Một tông môn muốn cường thịnh có thực là nhờ những nỗ lực và đấu tranh không từ bỏ của người trong tông môn. Thế nhưng cái chánh không thể dựa vào nỗ lực của một người là có thể có được. Trong gương mặt xinh đẹp của Tôn Thanh Thi lộ ra nụ cười khổ, nói ra: đạo lý này sao ta không biết chứ? Nhưng ta không nỗ lực không được. Ngươi đã nói thân phận của ta ở Kiếm Tông không thấp. Quả thực thân phận của ta ở Kiếm Tông không hề thấp, bởi vì ta chính là con gái của tông chủ Kiếm Tông. Dù ông trong lòng liền kinh hãi, hắn vốn còn cho rằng Tôn Thanh Thi cùng lắm là một trưởng lão hoặc là con gái của một trưởng lão có thực quyền nào đó. Nhưng hắn không ngờ tới Tôn Thanh Thi lại là con gái của tông chủ Kiếm Tông. Thân phận này so với thân phận công chúa Đại Tần Đế Quốc không hề thấp kém hơn. Tôn Thanh Thi nhìn thẳng vào Dương Phong. Người nói tiến vào top 5 thành văn bản, sau đó để cho ta, cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Nhưng ngươi cũng đã biết, nếu ngươi muốn cùng một chỗ với ta, thì không phải chỉ tiến vào top 5 thành văn bản là có thể được. Cho nên ngươi cũng không nhất thiết phải tham gia thành văn bản. Dương Phong cười ha hả một tiếng, một cột kiếm ý từ đâu có thể bộc phát ra. Thanh Thi, nàng là muốn để ta biết khó mà lui sao? Vậy thì nàng sai rồi đó. Ta thừa nhận ta bị thân phận của nàng làm cho khiếp sợ, nhưng thế thì đã sao chứ? Dương Phong ta sẽ bởi vì thân phận của nàng mà sợ hãi và tự ti sao? Không, thân phận của nàng sẽ chỉ làm cho ta thêm nỗ lực mà thôi. Cảm nhận được kiếm ý sắc bén tỏa ra trên người Dương Phong, sắc mặt của Thanh Thi đập dung. Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng thở dài. Ta bây giờ có chút hiểu được vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Dương Phong thu hồi vẻ tươi cười, nhìn Tôn Thanh Thi chân thành nói ra: Thanh Thi, ta thừa nhận thực lực của ta bây giờ còn yếu kém, vẫn chưa đạt tới trình độ tiêu chuẩn trong suy nghĩ của nàng. Nhưng chỉ cần nàng nguyện ý cho ta thời gian, ta sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để có lực làm cho nàng không trốn tránh ta nữa. Trước khi Dương Phong không rõ cái gì gọi là yêu, hắn không biết trước kia đối với Tôn Thanh Thi có tính là yêu hay không nữa. Thế nhưng bây giờ Dương Phong vô cùng rõ ràng tình cảm của hắn đối với Tôn Thanh Thi. Điều đó đã không còn là dục vọng chiếm hữu,
mà là hắn thực sự động lòng với cô gái trước mắt này. Nếu đã là động lòng thì nói ra, nếu đã động lòng thì không cần kiêng kỵ gì cả, thổ lộ ra về phần chênh lệch thân phận và thực lực. Trong lúc đó, một nam nhân có chí khí luôn nỗ lực như hắn phải để tâm tới hai thứ này sao? Như Phong, hắn từ nhỏ không có số mệnh vương tôn quý tử gì, nhưng thế thì sao chứ? Vương hầu tương dương, ninh hữu chúng hồ, năm đó thủy hoàng của đại thần đế quốc có thể bằng hai tay trắng dựng nên một vương triều bá nghiệp. Năm đó tổ sư kiếm tông một người một kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thì Phong hắn vì sao không thể chứ? Hắn chưa từng cho rằng hắn không xứng đáng với Tô Tâm Thi. Cái đời đó của Dương Phong, Tâm Thi vô cùng kiên định nhìn Dương Phong, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khác thường. Nàng cố nén loại cảm xúc này lại. Một lúc sau, nàng xoay người nói ra: "Ta mỏi mắt mong chờ." Nói xong, bước đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng dừng lại. Nghe đồn Nguyên Môn có một thiên tài gọi là Nguyên Giả. Người này đã thực lực tiên thiên nhất phẩm, kích sát cường giả vương giả cảnh, mà người này ở trên bảng nguyên môn của Nguyên Môn chỉ đứng hạng 14. Nói xong, Tôn Tâm Thi không dừng lại nữa, biến mất ở trước cửa. Tiên thiên cảnh kích sát vương giả cảnh sao? Dư Phong ngẩn ra, chợt cười khẩy một tiếng. Thì sao chứ, Dư Phong ta sợ gì chứ? Cho dù là thân vinh bản hay là cứu mộ thân, Dư Phong đều không thể không cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên tiếp đó Dư Phong sắp xếp lại thời gian, từ lúc đầu các ngày nghiên cứu và luyện tập phù lục đổi thành sáng sớm nghiên cứu và luyện tập phù lục, buổi trưa và buổi tối thì tu luyện. Một tháng sau, Dư Phong đã có thể chế tạo ra toàn bộ phù lục cơ bản, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Điều này làm cho trong lòng Dương Phong và Lâm Sơn phân khích không ngớt. Cứ bởi vì như vậy, Lâm Sơn không có phản đối Dương Phong dùng phần lớn thời gian để tu luyện. Đối với Lâm Sơn mà nói, chỉ cần phù văn chi đạo của Dương Phong có thể tiến bộ, cho dù Dương Phong dùng tất cả thời gian để tu luyện, lão cũng quan tâm. Mà ở phương diện võ đạo, mấy môn huyền kỹ của hắn cũng càng lúc càng thuần thục, đặc biệt là ngự kiếm thuật và hậu phát chế nhân. Trong đó, ngự kiếm thuật hắn mở rộng từ phạm vi 2 trượng lên 10 trượng. Nói cách khác, lấy hắn làm trung tâm, hắn có thể dùng kiếm trong phòng 10 trượng như cánh tay của mình vậy. Có điều, muốn khống chế kiếm dùng để phối hợp với công kích của hắn thì vẫn còn hơi khó. Do đó điều này cần nhất tâm nhị dụng. Không phải chỉ cần thay đổi vị trí kiếm là được. Tuy nhiên Dương Phong có lòng tin, bởi vì hắn bây giờ đã có thể vừa luyện tập kiếm pháp cơ bản, vừa thi triển chiêu thức kiếm pháp. Về phần rút kiếm trong trảm thiên bạc kiếm thuật, Dương Phong cũng tiến bộ không ít. Bây giờ thanh âm khi hắn rút kiếm ra nhỏ như tiếng mũi kêu, nên như hắn không chú ý lắng nghe thì sẽ không thể nào nghe được. Mà kiếm ý của Dương Phong lĩnh ngộ được, trừ để áp chế trói buộc đối thủ ra, thì Dương Phong còn biết thêm một tác dụng của nó nữa, đó chính là tăng phúc. Đúng thế, là một loại tăng phúc cho bản thân hắn. Nếu như hắn thi triển kiếm khí, dùng kiếm ý bao phủ kiếm khí thì uy lực của kiếm khí này được tăng lên ít nhất 2 lần. Hơn nữa, kiếm ý này không chỉ có thể áp chế trói buộc con người, mà ngay cả đối với thảo mộc và huyền thú cũng có thể, bởi vì hắn đã lấy hôi lang ra làm thực nghiệm. Dưới áp chế của kiếm ý, chiến lực của hôi lang hạ thấp hơn trước ít nhất 3 lần. Có điều khiến Dương Phong nghi hoặc chính là kiếm ý của hắn đối với tiểu gia hỏa hình như không có tác dụng, phải nói là tác dụng rất nhỏ. Ngược lại, khi hắn thi triển kiếm ý với tiểu gia hỏa thì nó không chỉ không bị áp chế, lại còn phản lại một cổ huy áp áp chế lại hắn. Điều này làm cho Dương Phong có chút dở khóc dở cười. Ngoài trừ Dương Phong tiến bộ rất lớn ra thì còn phải nhắc tới mùi mùi tiểu giao của Dương Phong nữa. Thiên phú của tiểu giao có thực là rất dọa người. Một tháng ngắn ngủi nàng đã là tứ phẩm huyền giả. Đương nhiên việc này không thể thoát khỏi được Lâm Sơn chỉ dạy và bồi dưỡng, bởi vì Lâm Sơn dưới yêu cầu của Bá Nhi đã nhận tiểu giao làm cháu gái nuôi. Lúc đầu Lâm Sơn còn có chút không vui, nhưng chỉ vài ngày sau lão đã cực kỳ cam tâm tình nguyện. Mặc dù tiểu giao có chút nghịch ngợm, thế nhưng so với tiểu ma nữ Bảo Nhi thì vẫn thành thật hơn. Hơn nữa tiểu giao lại rất hiếu thuận, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra còn có thể làm cho Lâm Sơn rất nhiều đồ ăn ngon. Chỉ dằn vặt nhiều năm của tiểu ma nữ như vậy, đột nhiên có một cháu gái hiếu thuận, khỏi nói Lâm Sơn vui mừng đến như thế nào. Bởi vì Lâm Sơn rất yêu thích tiểu giao, cho nên mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian để tự mình dạy bảo tiểu giao. Về phần tài nguyên tu luyện thì càng tùy ý để tiểu giao lấy. Với tài phú của Lâm Sơn, đừng nói là một tiểu giao, cho dùng một vạn tiểu giao đều không thành vấn đề. Thấy Lâm Sơn yêu thích tiểu giao như thế, tâm tình Dương Phong không phải nói nữa. Chỉ là hắn vẫn có chút buồn bực là mỗi khi gặp khó khăn ở phương diện tu luyện, đi thỉnh giáo Lâm Sơn thì lão sẽ luôn an bài cho hắn một nhiệm vụ liên quan tới phù văn. Chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ phù văn thì Lâm Sơn mới chỉ dạy cho.
Tương tự, tài nguyên tu luyện của Phù Văn Phong thì hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới thể nhận được. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy có chút không công bằng, dù sao hắn mới là đồ đệ của Lâm Sơn mà. Với tình huống như vậy, không chỉ ở Phù Văn Chi Đạo hay là Võ Đạo, Diệp Phong đều có tiến bộ rất lớn. Trong Phù Văn Điện, Diệp Phong đang hết sức chăm chú chế tạo phù lục trên bàn, mà bên cạnh hắn là có Lâm Sơn, Bảo Nhi, cũng có cả Tiểu Giao nữa. Cả ba người đã im lặng theo dõi hắn chế phù. Một lúc lâu sau, Diệp Phong thu bút lại, thả lỏng một hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt phù văn bút qua một bên, xoay người nhìn Lâm Sơn. Sư phụ, xong rồi ạ. Lâm Sơn lấy tấm thần hành phù kia ra nhìn xem, thấy lại là thượng phẩm, lập tức hài lòng gật đầu. Rất tốt, trong khoảng thời gian này ngươi và Bảo Nhi đã hoàn toàn nắm vững các loại phù lục cơ bản, bây giờ ta bắt đầu dạy các ngươi thuật phù. Chờ khi hoàn toàn nắm vững thuật phù, hai người các ngươi cũng có thể được xem là địa phù sư rồi. Thuật phù sao? Hai mắt Tiêu Phong sáng lên hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, thuật phù là cái gì chứ? Bảo Nhi ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Sơn, mặc dù Lâm Sơn cực kỳ sùng ái nàng, thế nhưng trên phù văn chi đạo lại rất nghiêm khắc, không học giỏi phần cơ bản thì phần sau tuyệt đối sẽ không dạy cho nàng, cho nên nàng cũng không biết là thuật phù là cái gì. Lâm Sơn mỉm cười nói, các ngươi bây giờ đang học chính là phù lục cơ bản. Phù lục cơ bản đều là dùng để phụ trợ cho bản thân, mà thuật phù không phải như thế. Thuật phù cũng tương tự như huyền kỹ, nó có thể dùng để công kích được, chỉ đều được một lần mà thôi. Đi, ta mang các ngươi đi xem quy lực của thuật phù. Đã xong, một tay nắm Tiểu Giao, một tay nắm Bảo Nhi đi ra khỏi đại điện. Diệp Phong tất nhiên cũng vội vàng chạy theo, hắn cực kỳ tò mò về thuật phù. Một địa phương trống trải trong đại điện, Lâm Sơn khẽ đặt cổ tay, trong tay xuất hiện một tấm phù lục. Lá nhìn Bảo Nhi và Diệp Phong nói ra, thuật phù cũng có mặt yếu, nó chỉ làm 4 cấp, trung cấp, cao cấp, truyền huyết cấp và thần cấp. Trong đó, uy lực của thần phù cao cấp tương đương với môn huyền kỹ địa giai. Về phần truyền huyết cấp và thần cấp thì tương đương với một môn huyền kỹ thiên giai, mà tấm phù trong tay ta bây giờ là thuật phù hạ phẩm trung cấp lôi chú phù, các người chú ý nhìn xem. Đã xong, Lâm Sơn rót huyền khí vào trong phù lục, huyền khí nhập phù, tấm lôi chú phù trong tay Lâm Sơn lập tức phát ra một đạo ngân quang. Lâm Sơn ném nó vào trong không trung, lôi chú phù trong nháy mắt nổ tung, một tia sét to bằng cánh tay từ trong phù lục đánh xuống phía dưới. Ầm, một tiếng ầm vang lên, mặt đất trung chuyển, mặt đất trống ở nơi xa bị nổ tung, đất đá văng khắp nơi trong không khí. Bụi bặm tản đi, Diệp Phong cùng hai tiểu cô nương đi qua đó. Khi thấy cái hố sâu chừng 5-6 trượng, rộng 7-8 trượng, thì cả ba người đều ngây ra. Diệp Phong hồi phục tinh thần lại đầu tiên, ít hầu hắn co giật. Uy lực của thuật phù trung cấp này quá kinh khủng. Ngay cả hắn thi triển phân linh kiếm pháp toàn lực, cũng thế nào tạo ra được hiệu quả như thế này. Học, nhất định phải học. Bảo Nhi sau khi tỉnh hồn lại, thoáng khá chạy đến trước mặt Lâm Sơn, ôm lấy cánh tay lão, không ngừng lắc qua lắc lại. Dạ dạ, dạy Bảo Nhi, nhanh nhanh, dạy Bảo Nhi đi, chờ Bảo Nhi học được cái này, sau này Bảo Nhi thấy ai ghét, sẽ lấy phù nổ tung kẻ đó. Lâm Sơn nghe được lời này thì mặt đầy vết đen, trước kia lão sở dĩ không cho Bảo Nhi học loại phù lục có lực sát thương này, cũng bởi vì biết tính cách của nàng, nàng tuyệt đối không thích nói nhiều, nhất định sẽ không chút cho dự, ném tới đối phương, lại còn tuyệt đối sẽ không chỉ ném một cái. Dự phòng ở một bên nghe được, cũng đổ mồ hôi lạnh, sao để có cơ hội phải báo cho Thanh Tuyết biết, để nàng đừng trêu chọc tới Bảo Nhi, không thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Tiểu Giao ấn cạnh, trong mắt cũng lấy lên vẻ hưng phấn. Chẳng qua khi nàng nghĩ đến mình không thể trở thành một phụ văn sư, thì đôi mắt linh động nhất thời trở nên buồn bã, trong lòng không khỏi có chút ao ước được như Bảo Nhi và ca ca. Nếu như nàng cũng có thể trở thành phụ văn sư thì tốt biết bao nhiêu. Nhìn thấy được vẻ buồn bã trong ánh mắt Tiểu Giao, Di Phong đi tới bên cạnh, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, ôn như nói, nghe đầu ngốc, ca ca làm phụ văn thì cho cách nào muội là phù văn sư sao? Từ các ca học được thuật phù này sẽ chế tạo cho Tiểu Giao nhiều loại phù lợi hại. Sau đó ai dám bắt cạch muội, muội cứ học theo Bảo Nhi tỷ tỷ, ném cho cái đó mấy cái là được. Ngay vậy Tiểu Giao vui vẻ gật đầu. Lúc này nàng đã nghĩ thông suốt, ca ca nó không sai. Nàng tuy không phải phù văn sư nhưng ca ca thì có. Dù sao thì của ca ca thì cũng là của nàng. Còn chuyện nàng có phải phù văn sư hay không đã không còn quan trọng nữa. Thấy Tiểu Giao vui vẻ trở lại, Diệp Phong cũng mỉm cười. Nàng đã tạm thời mất đi mẫu thân, hắn không muốn để Tiểu Giao có thêm bất cứ chuyện buồn nào nữa. Chỉ không được Bảo Nhi lắc đi lắc lại, Lâm Sơn liền gọi Diệp Phong qua.
Sau đó nhìn hai người với mặt nghiêm trọng nói ra: thuật phù này chia làm nhiều loại, mỗi một loại thuật phù không giống nhau thì hiệu quả cũng không giống nhau, phương pháp chế luyện cũng tất nhiên là không giống nhau. Ta muốn nói với các ngươi chính là mỗi một phương pháp luyện chế thuật phù đều cực kỳ trân quý, căn bản chỉ truyền cho đệ tử của mình mà thôi. Cho nên sau này các ngươi trừ đệ tử của mình ra thì không thể là tự mình truyền cho người khác, rõ chưa? Thế với mặt ngưng trọng của Lâm Sơn, Dư Phong nghiêm túc gật đầu: rõ ạ. Bản Nhi cũng vội vàng đáp ứng, chỉ là thái độ là hết sức tùy ý. Nhưng mà Lâm Sơn cũng không trông mong Bản Nhi làm được theo yêu cầu của lão. Đền biết trước kia lão đưa cho Bản Nhi cuốn Cơ Sở Phù Hành Quyết thì cũng đã dặn dò nàng như bây giờ, nhưng mà nàng thì sao chứ, cũng phải chưa được lão đồng ý thì đã truyền cho Dương Phong rồi đó thôi. Có điều cũng may, coi như là làm tốt, làm được việc tốt. Cứ như vậy, Dương Phong trên phù văn chi đạo lại bước lên phía trước một bước. Nhảy mắt một tháng trôi qua, trong phòng Dương Phong cầm phù văn bút trong tay từ từ vẽ trên phù chỉ, vẽ mặt chăm chú nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phù chỉ. Nhảy mắt một cái cũng dám. Độ khó của thuật phù so với phù lục cơ bản cũng hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Lâm Sơn, Dương Phong và Bảo Nhi trong một tháng này cũng không thành công được lần nào. Không phải thiên phú hai người kém, mà thuật phù này thật sự quá mức phức tạp. Vì thế nhiệt tình lúc trước của Bảo Nhi đã sớm biến mất đâu hết sạch, thậm chí còn có lúc cực kỳ tức giận nữa. Có điều sau một câu nói của Lâm Sơn, nhiệt tình và lòng tin của Bảo Nhi lấy cái thời tăng cao trở lại. Lâm Sơn nói ra: mới có một chút thời gian mà thôi, nha đầu con gấp cái gì chứ? Và cha con trước kia phải mất 2 tháng mới chế tạo thành công được một tấm thuật phù đó. Nghe được lời nói của Lâm Sơn, không chỉ có Bảo Nhi có lòng tin trở lại, mà Dương Phong cũng như vậy. Trong phòng Dương Phong cực kỳ chăm chú, chậm rãi phát thả từng chút một, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi hột. Cứ duy trì như vậy khoảng chừng một canh giờ, Dương Phong thu bút lại, sau đó hít một hơi thật sâu, trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Tiền tay chùi mồ hôi trên mặt, Dương Phong cầm lấy tấm phù lục phát sáng lấp lánh, chạy tới nơi Lâm Sơn ở. Trong phòng Lâm Sơn nhìn tấm phù lục trong tay Dương Phong thì trở nên ngây ngốc. Sau khi tỉnh hồn lại, kinh ngạc nói: người chế tạo đây hả? Dương Phong có chút thương phấn gật đầu. Có thể nói là hắn không ăn không ngủ một tháng để nghiên cứu thuật phù này. Trải qua một tháng cố gắng chịu khó, rốt cuộc hôm nay cũng đã thành công, sao hắn không hưng phấn được chứ? Khóe miệng Lâm Sơn co giật, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù Dương Phong chế tạo chỉ là một tấm phong nhận phù cấp thấp, nhưng cũng phải là một tháng thì có thể hoàn thành được. Độ phức tạp của thuật phù này lão vô cùng rõ ràng. Trước kia là phải mất trọn vẹn 3 tháng mới chế tạo được một tấm thuật phù, lại chỉ là một tấm hạ phẩm, mà Dương Phong chỉ một tháng để chế tạo được lại còn là thượng phẩm. Lâm Sơn cảm thấy có chút bị đả kích, có điều càng cảm thấy vui mừng hơn, bởi vì Dương Phong là đệ tử của lão. Nhìn Dương Phong là có chút thương phấn, trong mắt Lâm Sơn không che giấu vẻ tán thưởng chút nào. Ở chung 2 tháng với Dương Phong, lão đối với những biểu hiện của Dương Phong cực kỳ hài lòng. Không chỉ bởi vì thiên phú của hắn, lão càng coi trọng thái độ của Dương Phong. Bất kể ở phương diện tu luyện hay là ở phương diện phù văn, thái độ của Dương Phong đều cực kỳ chăm chú, cực kỳ cố gắng, điều này làm cho lão rất hài lòng. Bởi vì một người cho dù thiên phú có tốt đến đâu đi nữa, nếu như hắn không cố gắng thì cuối cùng cũng sẽ trở thành bình thường. Nhìn những tông sư phù văn trong lịch sử nổi danh khắp Nam Vực, không có người nào chỉ dựa vào mỗi thiên phú mà thành công được, nhiều hơn cả là dựa vào sự cố gắng. Cần cù bù thông minh, lời này rất có lý. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Sơn nhìn Dương Phong hai lần gật đầu. Thiên phú của người cho dù là ở phù văn hay ở võ đạo đều rất tốt, càng khó đó chính là ngươi lại không kiêu ngạo, trước sau đều một lòng cố gắng làm việc. Ở đây Lâm Sơn ngừng một chút lại nói tiếp: chuyện của mẹ ngươi không cần gấp, ta đã dò la, nghe nói Bạch Hoa Cung chỉ trấn áp nàng dưới đáy vực Tuyệt Tình Nhai, bà ấy tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng, cho nên người không nên đi làm những chuyện hy sinh vô ích, rõ chưa? Nghe được tin mẫu thân bị trấn áp dưới đáy Tuyệt Tình Nhai, trong mắt Dương Phong lấy định vẽ vui mừng rồi biến mất, hai tay nhìn không được siết chặt lại. Sau một lát hắn hít sâu một hơi: sư phụ yên tâm, đệ tử chỉ có thực lực thì sẽ không đi Bạch Hoa Cung chịu chết đâu. Nhìn thấy lửa giận trong mắt Dương Phong, Lâm Sơn thở dài: không phải vì sư không giúp ngươi, mà việc này ta cũng bất lực. Nếu mà thân của ngươi phạm phải cùng quy khác, ta đi tìm bọn họ thương lượng cũng có thể được. Thế nhưng mẫu thân ngươi phạm vào quy định năm đó tổ sư Bách Hoa Cung tự mình lập ra, quy định này là nguồn gốc của Bách Hoa Cung, cho dù công chủ phạm phải cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên đừng nói là ta, ngay cả hội trưởng công hội phụ văn sư cũng đi cầu tình cũng được. Như vậy nhắm hai mắt lại,
hai tay siết chặt, ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn không cam lòng, chẳng lẽ phải để cho mẫu thân bị trấn áp ở Từ Từng Nhai mấy năm, thậm chí mấy chục năm sao? Mẫu thân có thể đợi được đến khi mình tới cứu hay sao? Có thể sao? Thấy bộ dáng đau khổ của Dương Phong, trong lòng Lâm Sơn có chút không đành lòng, lập tức nói ra: muốn cứu mẫu thân người có hai biện pháp. Dương Phong mở lớn hai mắt, sau đó quỳ xuống đất: xin sư phụ chỉ giáo.